Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đụng độ nảy lửa, tàu chiến của Úc bắn cháy 4 tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng của Australia xác nhận tàu chiến của nước này đã bị một nhóm tàu của Trung Quốc bí mật theo dõi bám đuôi trong quá trình làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Úc xác nhận với hãng Reuters rằng đã có sự chạm trán cũng như va chạm mạnh giữa tàu chiến của chúng tôi với nhóm tàu hung dữ của Hải quân Trung Quốc trong suốt quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vị tướng còn tiết lộ thêm, lúc đó tàu của chúng tôi có tới 1.500 binh sĩ cùng nhiều thủy thủ đoàn với nhiều máy bay ném bom và tên lửa cùng với ngư lôi phóng hỏa. Còn phía Trung Quốc có khoảng 40 tàu chiến các loại, chúng lao đi rất nhanh và còn dàn trận bao vây tàu của chúng tôi. Phía Trung Quốc còn hăm dọa sẽ phóng tên lửa cho chìm tàu của chúng tôi, buộc chúng tôi phải phóng ngư lôi khai hỏa và cuộc đụng độ nảy lửa đã thiêu trụi 4 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc. Nhận thấy không đủ sức mạnh chiến đấu với các thủy thủ đoàn và binh lính cũng như vũ khí tối tân hiện đại bậc nhất của chúng tôi, nhóm tàu của Trung Quốc đã vội vã rút quân và không cho bám theo tàu của chúng tôi nữa. Thực hư mà nói thì nhóm tàu của phía Trung Quốc chỉ hung hăng và ngỗ ngược, chứ chúng không thể làm gì được bởi vì chúng quá nhỏ bé so với con tàu hiện đại bậc nhất của chúng tôi. Thưa quý vị, theo một vị sĩ quan chỉ huy bộ phận không quân trên tàu đổ bộ trực thăng HMAF của Hải quân Australia, sĩ quan Owen nói với cả hãng ABC News rằng nhóm tàu đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Australia đã thực hiện 12 chuyến đi qua eo biển Đài Loan và tiến vào Biển Đông để thách thức Trung Quốc bởi vì trong thời gian dài vừa qua, Bắc Kinh đã có những hành động ngang ngược bành trướng trên Biển Đông, bất chấp các nước trên thế giới cũng như luật pháp của quốc tế. Chúng tôi là đồng minh của Mỹ, Nhật và Anh. Chúng tôi nhận thấy rằng an ninh trong khu vực Biển Đông, nhất là khu vực Đông Nam Á, eo biển Đài Loan và vùng biển Hoa Đông đang rất dậy sóng và an ninh đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Và vị sĩ quan chỉ huy trong Bộ Quốc phòng Hải quân Hoàng gia Australia nhấn mạnh rằng tất cả là do sự tham vọng của phía Trung Quốc, tất cả là do phía Bắc Kinh và tất cả là do chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Bởi vì Trung Quốc muốn chiếm trọn Biển Đông, muốn chiếm trọn biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, cho nên Trung Quốc mới bành trướng để thị uy sức mạnh, dương oai với cả các nước trong khu vực, để dễ bể, trị nạt và bắt nạt hăm dọa. Và cuối cùng là Trung Quốc muốn chiếm đóng Biển Đông, biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan thành ao nhà của phía Bắc Kinh. Vì vậy, Australia kêu gọi các nước đồng minh, đặc biệt là hải quân của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Ấn Độ, Nga và các nước trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Malaysia và Brunei hãy nghiêm túc và thể hiện một sự quyết liệt để ngăn chặn lại sự bành trướng của phía Trung Quốc, chặn đứng và đập tan âm mưu xâm chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình một cách gấp gáp. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết tàu chiến mang tên lửa dẫn đường của Australia một lần nữa đi qua Biển Đông đều bị hải quân của Trung Quốc cho rất nhiều tàu thuyền ra bám đuôi, bí mật theo dõi cũng như hăm dọa đưa ra các thông báo, cảnh báo cũng như xua đuổi và chuyện gì đến sẽ đến. Cuộc đụng độ nảy lửa ắt sẽ xảy ra trên Biển Đông và cuộc xung đột đó Trung Quốc luôn giành phần thua bởi vì các tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật thuộc top tối tân hiện đại bậc nhất của thế giới và trên tàu chứa rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại như máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tên lửa, ngư lôi phóng hỏa và lính thủy đánh bộ sẵn sàng khai hỏa cũng như sẵn sàng chiến đấu đánh sập hải quân của Trung Quốc chỉ trong một thời gian cực ngắn. Vì thế, hải quân của Trung Quốc khi xảy ra xung đột sẽ thất bại thảm hại trên Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo China Post của Trung Quốc cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ nổ lớn, khi tàu chiến hiện đại bậc nhất của Úc bắn cháy 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc ở Biển Đông, phía Trung Quốc đã nổi giận đùng đùng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ không để yên cho tàu Australia, Trung Quốc sẵn sàng khai hỏa đánh chìm tàu của Úc. Cũng theo tờ báo China Post của Trung Quốc, lời ông Nguyễn Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nhấn mạnh rằng Trung Quốc chưa bao giờ đi xâm lược các nước khác, vậy mà tàu của nước ngoài, đặc biệt là tàu chiến của Úc đã xâm phạm vào vùng biển của chúng tôi và dám bắn cháy 4 tàu của Trung Quốc, Úc sẽ phải trả giá cho những hành động ngông cuồng của mình trên Biển Đông. Và ông Nguyễn Phượng Hòa còn tuyên bố mạnh miệng rằng lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh Trung Quốc sẽ không theo một con đường bá quyền và Trung Quốc sẽ đánh bại bất kỳ ai, bất kỳ nước nào xâm phạm đến vùng chủ quyền, đến vùng lãnh hải và lợi ích của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tin rất hay.
Và rất là đáng mừng khi tàu hải quân lớn nhất Australia sẽ đến thăm Việt Nam. Và theo các nhà quan sát cho biết, hai tàu hải quân lớn nhất Hoàng gia Australia mang nhãn hiệu HMAS Cooper và HMAS Newcastle với 1.000 thủy thủ đoàn đã có chuyến thăm một số nước Đông Nam Á trong khuôn khổ hợp tác hải quân giữa các nước. Đó là một vinh dự và là một điều tuyệt vời đối với các nước Đông Nam Á. Thưa quý vị, chuyến thăm cũng nằm trong khuôn khổ chương trình nỗ lực Bình Dương năm 2021 được Australia tổ chức tại một số nước trong khu vực như Sri Lanka, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Tham gia có đội tàu tại cảng quốc tế Cam Ranh, có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng và Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian chuyến thăm, Bộ Chỉ huy trên hai con tàu lớn hiện đại bậc nhất của Australia sẽ chào lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đại sứ Australia cho biết, Hải quân của Australia đã điều hai tàu cỡ lớn bậc nhất của Úc đến thăm cảng Cam Ranh trong lần này, thể hiện sự quan hệ sâu sắc giữa hải quân hai nước và trong mối quan hệ quốc tế trên cơ sở hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Đây là cơ hội và là một dịp thật là tuyệt vời để củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Australia luôn luôn chào đón các cơ hội mở rộng hợp tác quốc phòng an ninh với Việt Nam và chuyến thăm tàu lần này khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Australia trong khu vực. Theo hãng Reuters cho biết, hai tàu chiến hiện đại bậc nhất của Australia cũng như hiện đại bậc nhất của thế giới mang nhãn hiệu HMAS Cooper và HMAS Newcastle đã đi qua eo biển Đài Loan, tiến vào Biển Đông và đến vịnh Cam Ranh. Sau một hành trình đầy vất vả khi phải chống chọi với cả một nhóm tàu của Trung Quốc hung dữ gồm 40 tàu chiến các loại, sau đó mới đi được vào cảng của Việt Nam. Được biết, hai con tàu trên là con tàu cỡ lớn được đóng tại Hải quân Hoàng gia Australia, có nhiệm vụ song song, nó được tích hợp hệ thống đổ bộ trên không và đường biển phức tạp. Nó là một trong những con tàu hiện đại bậc nhất trên thế giới, đồng thời đem lại cho chính phủ Australia năng lực thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trên khu vực biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai con tàu mang tên lửa cũng như tất cả các vũ khí tối tân hiện đại và rất nhiều máy bay ném bom và máy bay chiến đấu. Nó có nhiệm vụ tác chiến ngầm và trinh sát. Nó có thể đánh chặn các tàu sân bay của các nước khác. Vì thế, khi nó đi qua eo biển Đài Loan cũng như tiến vào Biển Đông, hai tàu của Australia đã không sợ hãi trước một nhóm tàu rất hung dữ và đông của Trung Quốc. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông vẫn còn rất dậy sóng khi mục đích tham chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc vẫn chưa dừng lại. Và cuộc đấu tranh chống lại, ngăn chặn lại sự bành trướng cũng như là những âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của phía Trung Quốc từ Mỹ và đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản và Nga trong thời gian vừa qua đã hiện diện dày đặc trên Biển Đông để đe dọa Trung Quốc cũng như ngăn chặn phía Trung Quốc không được bành trướng trên Biển Đông nữa. Các thông tin liên quan từ Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.